Hello chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Thì trong video này thì mình sẽ đưa các bạn cùng mình đi xem một cái buổi cưa cây ở dưới quê xem như thế nào nha. Đó, đây là cái chú cái cưa cây, chú anh gì, chú cưa cây. Đó, mình cái cây của mình cưa là mình sẽ cưa cái cây ngay trước mặt mình luôn. Đó, cái cây để mình quay cao lên cho các bạn xem nha. Đó là cái cây này khá là cao, mình nghĩ là nó cao qua cái bờ sông bên kia luôn á. Cái này nếu mà đốm chứ mình nghĩ là sẽ cho ngã về phía bờ sông bên kia à, chứ không có ngã cái này. Đây là cái cây khi cưa xong thì nó nằm ngang sông này nè, mình nghĩ là phải xử lý nhanh để ghe tàu rồi nó qua, nếu phải nó vướng ghe lại á. Đó, mấy cây đốn rồi nè, xử lý nhanh cái này, cưa rồi kéo lên rồi ghe qua nó vướng. Thôi cũng may là cái sông này nó ít có ghe tàu nó chạy qua nha các bạn. Các bạn thấy nãy giờ có ít không có chạy qua, chắc mình đốn thì cũng canh giờ quá, canh giờ ít chạy qua mình đốn. Đây là cây cưa của vô đó cưa nè. Đó. Đây, những cái thanh gỗ được khoanh, cái này khoanh này để chặt củi. Khoanh 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 nha, chặt củi nè.
Rồi sau đó từ cái khoanh này chúng ta mới dùng búa để chẻ gỗ, chúng ta chẻ cái nó ra nữa, chẻ củi với lộn, chẻ những cái này ra nữa nhỏ 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 để chúng ta có thể chùm. Đó. Đây là cái máy hiệu lá quắc, hiệu này mình cũng không biết. Đó. Cơ bản là nó giống như cái máy của xe Honda vậy các bạn. Như khen. Để là cái này cũng xài chắc không lâu rồi đó. Cái mà những cái máy cưa này đồ bền nó rất là cao, thường hư khó hư lắm. Và video này đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong các video sau nha. Đó, cưa ngọt sớm không? Đó, cưa đã thiệt.